Xin chào các bạn, mình làm lại cái video để giới thiệu chi tiết hơn chút xíu về cây thuốc thủy khá đặc biệt, là nó có tia laser mà tia laser hình dấu cộng luôn, cho mình có thể căn đứng, căn ngang. Cái này thực ra nếu mà xài cái này mà tiện nữa thì mà chắc ăn nữa thì các bạn nên có một cái chân máy, cái chân tripod đấy thì sẽ hay hơn. Mà bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ tổng quan tí xíu rồi khi mình ấn thử ha. Mã hàng của nó là 712010. Ở đây nó có cái ký hiệu là này là dùng pin vuông, ký hiệu này là có nam châm, ký hiệu này chuyển đổi được đơn vị, ký hiệu này là tia laser, cái này là có kèm theo chứng chỉ. Kích thước của nó là 225x57x25, và lát mình sẽ xem chi tiết từng cái kích thước này. Ok, thì họ bỏ vào trong cái túi như thế này, khá là đẹp. Túi này cái túi mình đựng giống như kiểu cái ví vậy thôi, có dây để rút lại, rồi mình sẽ lấy cái thước ra. Đôi khi không có cục pin này nhé các bạn, vì vận chuyển bằng đường hàng không thì sẽ không có cái cục pin. Bên soi chiếu người ta thấy pin người ta sẽ bỏ ra, thì trong trường hợp mà các bạn lục ra mà thấy không có thì các bạn mua cục pin 9V này cũng rất là dễ, pin vuông ra nhà sách hoặc là siêu thị hoặc là cây thuốc lá gì đó là cũng đều có, rất là dễ mua, không nhất thiết là phải có thể mua rất là dễ dàng. Rồi thì về cảm quan sơ bộ thì thường lắp pin phía sau này, cái cây thuốc thủy nó không có chống nước nha các bạn, thế nên chúng ta làm ở dưới trời mưa là chúng ta là nó sẽ hư. Ở đây cái điểm này điểm phát laser thì độ an toàn của nó sẽ là class 2, tức là đạt tiêu chuẩn để cho chúng ta sử dụng trong dân sự. Tuy nhiên là chúng ta tránh tình huống thì laser nó chiếu trực tiếp vào mắt. Rồi mặt dưới này cái kiểu mới sau này đến năm 2020 giờ đi thì họ phay phẳng cái mặt bên dưới mặt nhôm này, nó cũng giống như là cái thức thủy của Stabila vậy. Này họ phay ha, cái đường phay vẫn còn nguyên đây, và cài tổng cộng ở đây là 6 thanh 500, 1 2 3 4 5 6, và nó hít xuống giữ cố định xuống cái mềm mặt. Nhưng mà 500 ở đây là 500 là thanh sợi này thôi, tức là nó không hẳn là mạnh giống như một thanh liền. Đó, ok. Ở đây nó sẽ có một cái vít để cho mình điều chỉnh. Ở đây trên đây có nút power on off gì đó, mình gắn pin vào trước đi ha. Pin 9V nha. Pin này rất là dễ mua, không có gì khó, không nên căng thẳng quá khi mà không thấy đủ pin. Giá tiền của cái này bao tiền thôi? Giá tiền của cây này là 3,6 triệu. Cái này rất là nhạy các bạn ha. Chiều dài từ đầu này đến đầu kia của nó là 225. Đầu thước nó rằng là bọc bằng nhựa nên là các bạn không thể đập phá được, không thể quăng ném được. 250, 225 là chỉ tính cái phần nhôm này thôi, không tính hai phần đầu đen này. À, ha. Rồi sẽ có thêm độ dày nữa, bởi vì chúng ta sẽ quan tâm đến cái bề mặt đáy này, là cái diện tích tiếp xúc của bề mặt đáy này. Đó, cho nên mình sẽ quan tâm đến thiết diện của nó. Không. Kích thước của cái thanh đáy thanh nhôm này ha là 26. Ở đây có ghi 25 do mình đo thôi. Rồi kích thước của chiều này là 57. Đúng là 57.6 ha. Mình có sai lệch một tí xíu các bạn ha. Rồi các bạn là vậy, không nhất thiết, quan trọng lắm ha. 5 x 27, 56 x 27. Rồi ở đây nó sẽ có hai cái bọt thủy, ở đây là một bọt thủy đứng và một bọt thủy ngang. Thì bọt thủy này trong trường hợp mà chúng ta không có pin thì chúng ta vẫn sử dụng được thước. Ở đây nó có cái nút laser, đây nút đo độ watt nghiêng giữ kết quả, đo độ dốc theo phần trăm và cân mực laser là on off. Đó, thì chúng ta để ở đây lên đây thì nó sẽ có cái, nó sẽ cân, nó sẽ hiển thị ở đây là đang hiển thị theo độ, mình có thể bấm sang chuyển sang chế độ là phần trăm, độ dốc, ví dụ độ dốc bao nhiêu phần trăm đó. Đó. Ok, cái này nó không có chống sốc nên chúng ta làm, nếu chúng ta sử dụng mà chúng ta làm rơi rớt là có thể nó sẽ hư. Đó. Độ. Ở trên đây bạn thấy à, bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái dấu đi xuống và đây là cái dấu đi lên. À, đi xuống tức là đầu này đang bị thấp.
Mình chỉnh với mình đó, con lá bài này mình đè xuống như trong hợp này là cân rồi này, cân rồi là không không ha. Đó, như vậy là khi bạn cân chỉnh bạn nhìn theo cái dấu chấm mà dấu ở đây, cái mũi tên này hướng đi lên đi xuống hay bạn chỉnh rồi ha. Rồi về tia laser, đặc biệt có cái này là có tia laser này, mình sẽ bấm đây. Đó, lên đó, bấm đi. Chơi, chơi. Đây, đó có tia laser. Cái tia laser đây là tia laser hình dấu cộng ha. Dấu cộng mình để như thế nào để cho mình thấy dấu cộng. Đây. Bạn thấy cái tia laser hình dấu cộng. Như vậy khi mình cân chỉnh ở đây phẳng rồi thì thẳng rồi thì mình sẽ được cái mức mức ngang này, nó sẽ là mức thẳng, mình lấy lúc đó là mốc. Đó, tia laser rất là rõ. Tất nhiên là tia laser này trong laser chúng các bạn làm trong điều kiện ánh sáng trong nhà. Còn ánh sáng ngoài trời, ánh sáng ánh nắng á, thì là nó sẽ mờ dần đi à. Khoảng cách của nó như là được 15 mét thì sao đó, chiếu tường trên đường kìa, đường này đây, đây trên đường không? Okay, hơi mờ tí hả, đỏ này thấy không? Ok, có 500 ở đây, cái đế này của mình đang bằng sắt nên nó hít được à. Vậy các bạn khi bạn dùng cái này, các bạn nên có một cái chân máy, chân tripod, các bạn gắn lên chân tripod thì nó sẽ, sau đó bằng cân chỉnh trên chân tripod cho nó cái bọt nước, cái giọt nước của nó cân chỉnh cả hai mặt cho xong thẳng. Thì lúc giờ mình sẽ lấy được cái chùm laser này cho nó thẳng vậy đó. Ok, đây là lên trên trần nhà này. Ok, cái góc vuông ha. Yeah. Ok. Thank you.